đề này phiên bản mới. Có cổng sạc dự phòng luôn mọi người. Giờ bật một chế độ nè hả, một bóng nè, hai bóng nè, sáng hơn nè, luôn nè, sáng hơn nè, đó. Để bếp xài cũng được nè, để đầu bị sống nè. Học chế độ nè, hai nè, đó, quá sáng luôn, quá sáng, sáng tròn luôn mọi người. Giờ buồn buồn cái mình xài sạc dự phòng luôn mọi người. Có đường sạc dự phòng ra luôn rồi, chơi vô điện thoại luôn. Đó, sạc đó mọi người. Có thằng sạc lên nè. Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm cái bóng đèn LED 40W này, 220V này thành cái đèn sạc pin 18650 nha. Nhưng mà nó công suất nó đặc biệt hơn bình thường. Nó bị hư rồi mình tháo ra. Mình sẽ mua hai cái bo. Bo LED này là bo 3W7 nha mọi người. Trên Shopee á. 12k một cái nha, có nó có cản hai điện trở đây mọi người để ý nha, nó có loại bo nó không có cản nha. Đây nó cũng có loại bo nè, loại bo này cũng 3W7 nè mà nó không có cản nha, mà nó có loại bo 220 luôn nha mọi người, nó có loại bo bán 220 luôn, nó có linh kiện trên đây nè. Con tụ 400V đây nó là 220 nha. Mọi người biết là phải phân biệt nha. Đó. Mua cái loại này nó có cản sẵn hàng điện trở 3 ohm 3 nè. Ở này 9W một cái. Lần này mình làm là hai cái. Hai cái 18W nha mọi người. Để vừa làm cái đèn sạc mà vừa làm cái cổng USB, nó có thể chút mình khoan lỗ này nè, có thể xuất ra làm sạc dự phòng luôn nha mọi người. Nó có đường ra luôn nè, mình gắn vô đây nè. Là vừa là xài đèn sạc, vừa làm sạc dự phòng luôn nha. Bây giờ mình làm mình đấu dây để mình test thử hai cái bóng này. Chào mọi người xem nha, với giới thiệu cho mọi người là 7 xe pin nè. 7 xe pin này cầm cỡ 11.000mAh á. Là nó có thể xài được 6-7 tiếng gì đó, không 7 tiếng. Sạc 2-3 lần cái điện thoại iPhone lớn á. Mình sẽ dùng 7 xe pin 18650 nè. Cái ống này là cái ống đầu này là 90 nha mọi người, đầu này là 27 nha, ống nước á. Lần này á, mình mua luôn cái mặt bích 90 luôn, mình đậy lại vậy luôn nè, đậy lại vậy luôn cho nó lịch sự, rồi mình để pin vô đây nè, mình để lại vậy cho nó lịch sự luôn nha mọi người, rồi bắn keo lại thì thích, ai muốn dẫn ốc thì mình bắt cái bát mình dẫn qua. Không muốn dặn ốc thì mình bắn keo xung quanh đây, mình định vô cho nó cứng lại được rồi. Đó. Mẫu của mình là như vậy đó. Đó. Giờ mình làm nè. Đầu tiên mình khoan được cái lỗ cái công tắc nè. Mình xài cái công tắc hai chiều nha mọi người. Mình bật chiều bên đây á, chiều bên trái á, là một bóng trái nha mọi người. Còn bật chiều bên phải là hai bóng trái nha mọi người. Nhưng mà mọi người phải biết cách đấu nha. Nè, có mấy giót cầu 1A nè, giót 4007 nè, 1A nè. Mọi người phải đấu
lúc mà bật qua một á thì nếu bật qua hai á thì con vót cầu, con vót 4007 nè, mọi người sẽ đấu ngược lại nha, chân âm nó cho nó đổ về cái chân một này nha, đổ chân một của công tắc nè, là chân dương sẽ đổ về chân một của công tắc nè, đó vậy nó mình mới bật qua hai á, bên đây nó mới sáng được, là hai bóng mới sáng một lượt nha, còn không là nó sẽ cháy một bóng thôi đó. Mình đấu hai con vô cho âm bè nó lớn lên. Cái này hơi rắc rối chút xíu, mọi người nhìn kỹ nha, nó đầu dương nè, nó đầu dương của con vót nè, quay về chân một nè ha. Khi mà mình bật về hai á, cái nguồn dương như mình đấu vô ngay chính giữa nè, nó đổ qua cái chân hai ha, chân hai là nó đổ theo con vót qua chân một luôn, là cái đèn bên chân một nó sẽ sáng luôn nha mọi người. Đó, mình sẽ dùng hai con cho ampe nó lớn nha, cho đèn nó sáng đều nha. Đó. Mình sẽ hàn lại mình cho mọi người coi kỹ nha. Mọi người nhìn kỹ nha, hai cái đầu dương của con vót á, có cái dòng màu trắng là đầu dương á, đổ về cái chân một của công tắc nha mọi người. Nè, chân một nè, chân hai nè, bật về hai là hai bóng trái á, bật về hai á là nguồn dương nè, nguồn dương chiến giữa nè, đổ qua chân hai nè ha, hai con vót này chủ yếu là mình một chiều á, là lấy nguồn dương chân hai đổ thêm qua bên chân một nữa là hai đèn trái nha mọi người. Khi mà mình bật về chân một á là dòng điện chính giữa, chân chính giữa dương qua chân một và đèn một trái nha, nhưng mà nó không có đổ qua chân hai được nha mọi người, do đó mình phải dùng hai con vót nha. Đó, rồi lưu ý cái này hơi rắc rối này chút xíu, mọi người để ý mình mới dùng công tắc hai chiều được nha. Rồi giờ mình đấu, mình khoan lỗ đây, khoan lỗ cái này vô nè. Mình dùng cái bo sạc này nha mọi người, bo sạc này là bo sạc nhanh cổng tiếp C nha mọi người, nó có đường out luôn nè, có đường out ra để làm sạc dự phòng luôn nha mọi người, vừa sạc pin vừa làm sạc dự phòng luôn, nhiều khi cần á mình sạc điện thoại mình cắm vô đây mình sạc luôn. Rồi, nãy giờ mình đục được cái lỗ để mình để cái bo sạc dự phòng này vô. Đó. Giờ tới công đoạn. Cái bo sạc này là nó chuẩn 2A nha mọi người. Cho dù mà pin mình nhiều hay ít gì nó cũng ra dòng 2A. Nếu mà mình sạc một cục pin này á, mà cái này là nó sạc mạnh lắm nha mọi người. Một tiếng hồ là đầy pin yếu là nó sẽ nóng á. Giờ mình đấu cái đèn vô đây nha mọi người. Đầu tiên mình bắt ốc cái này xuống đi. Để bên đây thì dễ mà.
Đầu tiên mình bắt ốc ha. Chèn dép hai dây âm lại ha. Chép lên bắn keo luôn. Cho đừng nhúc nhích. Dây xanh này là dây mát chung nha mọi người. Là dây âm á. Màu xanh là dây âm là chung nha mọi người. Mắt chung. Hai dây dương này mình xài một cam nha mọi người, màu đỏ nha mọi người. Đó, hai dây dương của hai cái bo đèn đó. Mình xài một màu đỏ nha mọi người. Rồi, mình xóa được qua hết rồi mọi người. Xóa được hết rồi. Rồi mình đẩy cái nắp này lại nha mọi người. Dây mát chung ha. Còn hai dây đỏ là hai bên đèn nha. Để mình làm công tắc mình bật qua bật lại nha mọi người. Nhiều khi mình không cần thiết thì mình cho nó sáng luôn thôi nha. Một bóng thôi. Một dãy led thôi. Còn mình cần sáng mạnh đó, mình bật hai bóng nha. Đó. Bật hai bóng thì nó sẽ hao pin nha mọi người. Ba dây. Giờ mình test thử. Giờ dùng pin nè. Mát nè, mình hàng vô mát để mình test thử nha mọi người. Giờ mình test từ bóng trước nha mọi người. Đây, một bóng này. Đó. Đó, bóng ha. Là bóng thứ hai nè. Đó, bóng thứ hai á. Bây giờ cho hai bóng chập lại nè. Hai bóng chập lại nè, trái lượt hai bóng. Đó, sẽ sáng hơn nhau rồi.
Rồi bây giờ mình đấu công tắc thôi chứ không gì á. Quan trọng cái công tắc nó có mấy con vót cầu vót để mình nắn đó. Để mình nắn cái nguồn qua đó, hơi rắc rối một chút, mọi người để ý nè. Ông đầu dương nè. Hai cái đầu dương nè của con vót là đổ về cái chân chân 1 này nha mọi người. À, hai đầu âm mà nối vô cái chân 2 là được nha mọi người. Bây giờ mình đấu công tắc cho mọi người xem nha. Giờ mình sỏi vô. Chân mát thì khỏi sỏ, mình sỏ hai cái dây dương này ra công tắc thôi nha mọi người. Đó. Bây giờ bắn keo cái này đi cho nó đừng sụt xịt nha. Giờ hai bóng thì mình dây nào cũng được, không cần phân biệt nha mọi người. Hai bóng thì mình hàng vô bìa nha, còn chân giữa là cấp nguồn của pin nha mọi người. Đó. Cho nó ngắn lại đi cho nó đừng có dướng. Phức tạp hơn cái đèn lần trước mình làm nha mọi người, tại vì cái công tắc này nó phải đấu vót nữa nha. Công tắc hai chiều nha. Càng ngày mình phải nâng cái tầm lên nha mọi người, để mình sẽ sử dụng công suất nó mạnh hơn, mình có thể hạn chế được ánh sáng. Nhờ cái công tắc chuyển này là mình có thể được tăng giảm độ sáng rồi nha mọi người. Hai dây bóng đèn thì vô hai cái chân của công tắc bìa này ha. Chân nào cũng được, mình không quan trọng. Cứ hàng hai chân vô hai cái chân bìa của công tắc là được. Rồi. Ở chân giữa của công tắc là mình cấp nguồn nha mọi người, cấp nguồn pin nha. Cũng là dây đỏ luôn nha mọi người. Cũng là cộng dây đỏ luôn. Dây này mình xài dây của KDV 1 chấm cho nó chắc nha mọi người. Vừa mềm mà vừa chắc. Rồi đó. Mọi người cận cảnh nhìn cho nó rõ nha. Đây, chết nè. Chân 2 nè, ha. Chân 2 là đầu vót âm nha. Còn chân 1 là đầu vót dương nha mọi người. Hai con vót nó hàng qua nha. Đơn giản là, rồi xỏ dây nguồn này, dây chính giữa là nguồn pin cấp lên nha. Đó. Rồi, đè công tắc vô nha. Đó. Đơn giản vậy thôi. Bật qua đây là một bóng, bật qua đây là hai bóng nha mọi người. Rồi. Giờ mình đấu pin vô nha mọi người. Gấp mấy xe pin này lại. Do đó cái vỏ này có đụng với nhau cũng không sao nha. Pin mình để đứng vậy cũng được hay để nằm cũng được, tùy thích thôi. Đứng này cũng được mà nằm cũng được. Mình thì để nằm. Bây giờ mình ghép song song lại với nhau. Ghép mấy sợi pin này để song song lại. Hàng mấy xe pin mọi người dùng mỗi hàng 100W mới hàng được nha.
60W khó hàng lắm. Kỹ một chút thì mình đo lại, đo cái bon lại coi nó lên đủ hết không nhau rồi. Bốn bên một mà đủ hết nha mọi người. Đó, bây giờ mình hàng mát vô. Giờ mình xác định mình để vậy. Đây thì mình hàng mát đây trên cùng đây ha. Ta nguồn hàng vô đây ha. Hàng mát nè, vô cái vỏ này vẫn được mọi người. Vỏ này là mát chung nha. Rồi. Nguồn thì cho ngay dính giữa này đi. Đó. Mình bật thử nha mọi người, bật thử nha, thử pin, thử trước nha mọi người. Giờ bật một cái trước ha, đó, một cái nè, một cái cũng đã sáng rồi nha mọi người, là tắt nè, hai cái nè, đó, một cái nè. Tắt nè, một cái nè, tắt nè, hai cái nè. Đó. Đó. Giờ mình mở cho mọi người xem nè. Nè, một cái nè, hai cái nè. Đó. Một cái nè. Nè, một bên nè mọi người thấy không, bên này không cháy nè. À, bên đây không cháy nè, hai cái nè. Đó, à, bên đây cháy luôn, bên đây cháy luôn nha mọi người. Đó. Đó. À, nó tăng công suất lên. Mình đo dòng mà thử hai cái coi dòng nó ăn tiêu thụ bao nhiêu nha. Hai cái là dòng nó tiêu thụ 1.28 là coi như 1.3 đi. 1.3 một cái nè, à, nó lưu hơn nè. Và 0.9 nè. 0.9 nè. Một cái thì mình sẽ xài lâu hơn. Hai cái nè. À, lên 1.28 nè mọi người. 1.28 như 1.3. Hai cái thì nó sẽ mau hết hơn. Mau hết pin hơn. Rồi mình tiếp tục đấu cái bo sạc nha mọi người. Đấu dây gọn dây nguồn ra bo sạc. Cũng là dây dương mà mình đấu ra. Mình xỏ từ đây là nó. Mình hàn vô bo sạc trước đi. Vậy phân biệt màu dễ nhớ nha mọi người. Giờ mình xỏ vô nè.
mình xài mà 4 cell thì sẽ sạc mau hơn, nhưng mà mình xài thì nó được không có được lâu nha mọi người. Còn còn mình xài 7 cell vậy thì mình xài được 6-7 tiếng thì nó sẽ lâu hơn, còn kia 3-4 tiếng thì nó mình phải đi sạc nữa. À, nhiều khi mình cần xài sạc dự phòng mình cắm vô luôn, sạc điện thoại luôn. Chút mình bắn keo lại ha. Giờ mình thử cái bo này trước. Một bóng nè ha. Đó, một bóng đó. Tắt nè. Hai bóng nè ha. Đó. Đó, mình nhờ cái đảo chiều nè. Đảo chiều qua lại. Đó. Hai bóng nè. Một bóng nè. Đó. Hai bóng nè. Đó. Đó, công suất này cũng được 18W rồi mọi người. Đó, hai bóng này, một bóng nè, hai bóng nè, hai chế độ luôn. Chờ thử bo sạc rồi mình mới bắn keo mọi người. Giờ mình thử sạc nha mọi người. Thử sạc xong mình mới cho cái bo vô bắn keo nha mọi người. Đó. Bên đây là sạc ra nè, bên đây vô nè mọi người. Ha. Đèn chớp nè, đã sạc rồi đó. Ok. Rồi. Giờ mình mới bắn keo vô. Giờ mình cố định cái cục pin lại nha, rồi cố định bằng cái xúc á với keo dán sắt, chứ mình muốn keo này nhiều khi mình sạc pin nó nóng lên nó sẽ xúc keo ra nha. Bắn keo sờ sờ dưới đít thôi. Sờ sờ thôi. Mình cố định keo này nó mới giữ được nha mọi người. Mình giữ vô nó mới giữ được nha. Rồi. Bây giờ mình bắn keo xung quanh đây nha. Chuột keo lại cho nó đẹp lại là được rồi. À, đẹp trai lắm rồi. Đó. Ok. Đó, một bóng nè. Hai bóng nè.
hai chế độ luôn mọi người. Đó. Một bóng, hai bóng à. Thử cái ổng sạc dự phòng luôn mọi người. Nó có đường ra rồi ha mọi người ha. Thử vô iPhone luôn nè. Đây mọi người. Đó, đường ra sạc dự phòng luôn nha mọi người. Đó. Bóng đèn này phiên bản mới. Có cổng sạc dự phòng luôn mọi người. Đó, giờ bật một chế độ nè hả. À, một bóng nè. Hai bóng nè, sáng hơn nè. Đó, luôn nè, sáng hơn nè. Đó. Đó. Để bếp xài cũng được nè. Để đầu bị sống nè. Học chế độ nè, hai nè, đó quá sáng luôn, quá sáng, sáng tròn luôn mọi người. Đó. Buồn buồn cái mình xài sạc dự phòng luôn mọi người. Đó. Có đường sạc dự phòng ra luôn rồi. Đó. Rồi chơi vô điện thoại luôn. Đó, sạc đó mọi người. Có đèn sạc lên nè. Tia sạc nè. Chói quá không thấy. Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Nếu thấy hữu ích cho mình xin một đăng ký.